Xin chào tất cả anh em. Tin buồn đây anh em ơi. Laurel sẽ bị khóa đến năm 2021. Và anh em sẽ được liền bù lại 18.880 vàng vào ngày mai. Nên các bạn hãy chuẩn bị để mà nhận lại cái lượng vàng mà các bạn bỏ ra để mua vị tướng Laurel này đi. Hãy like và chia sẻ ngay, vì đến năm 2021 vào mùng 1 tháng 4 các bạn mới có thể nhận lại Laurel nhé. Đó là vì cả dán nhận thấy quá nhiều bài comment và hình ảnh phản đối việc là chả Laurel bị dán sức mạnh, nên quyết định là khóa luôn và xóa luôn cho xong, bớt phải lao nhau, cào nhau nhiều lúc nào. Toàn là mấy ông nào là sợ Laurel nó yếu quá các kiểu, rồi giảm sức mạnh cái này thì chơi với ai? Chơi một mình chắc. Nói chung là mấy ông lại không hiểu sức mạnh Laurel rồi đấy. Nào là vừa thấy bị giảm sức mạnh một chút từ chiêu 2, cảm thấy buồn chồn và thấy lo lắng, làm sao để có thể là búa với Laurel bây giờ. Idol khá bảnh thì bây giờ phải vào chạy múa rồi, bây giờ Laurel chúng ta lại phải múa cột rồi. Trời ơi, bao nhiêu là comment các kiểu anh em cứ đặt ra nghi vấn rằng Laurel tại sao yếu như vậy. Thì ok, khóa và xóa luôn. Mùng 1 tháng 4 năm 2021 mở lại nha anh em. Nói chung ấy, con Laurel nó khó chịu lắm anh em ạ. Nó khó chịu từ cái nội tại, nó khó chịu từ cái khả năng giảm một chiêu, chứ nó không phải là khó chịu khi mà giảm một cái lượng sát thương từ cái chiêu 2 như vậy. Cụ thể là Laurel bị giảm sát thương chiêu 2 đôi cánh khủng khiếp. Đây, đôi cánh mấy ông đấy ạ, tấn công 3 lần và khắc ấn, giảm cái lượng sát thương từ chiêu thức và lượng sát thương phép cộng vào trang bị. Đừng có hoang mang mấy ông ơi. Gửi đến mấy ông đó chính là trang bị và bảo ngọc ở tại mùa 4 này, ở góc trái màn hình luôn. Đó là các trang bị hot hòn hòn và lối lên trang bị cực kỳ hot tại mùa 4 sắp tới. Ông nào mà không có ngọc giảm một chiêu đấy ạ, hãy dùng ngay ngọc 3 dòng nhét gửi đến cho anh em ở góc trái màn hình đó. Hai cái bảng ngọc gửi đến cho anh em luôn. Ông nào không có bảng giảm một chiêu mà dùng bảng chung đều được tốt nhá. Đấy, thấy chưa anh em, tẩm nội tại lên từng tướng địch nào, bật chiêu cuối lên đại phán xét luôn, vận dụng chiêu 2 khống chế và làm chậm từ nội tại, và đương nhiên cái lượng sang chuẩn rất đáng gờm rồi. Chiêu 2 phi lên, ui thôi, nói chuột cái thang rồi, thằng Zen fit mà lên ấy theo nằm chắc anh em ạ, tại vì chúng ta khắc ấn và tạo chiêu 2 cơ mà. Cái điều mà các bạn đang hiểu lầm ấy, tại sao nó lại bị giảm, đơn giản vì trang bị mặt nạ Berit tăng sức mạnh rất nhiều. Đấy, mấy ông đọc cái chỉ số đi là hiểu được tại sao cái mặt nạ Berit nó lại đáng gờm như vậy và nhiều pháp sư lên như vậy. Chưa kể cái băng nhẫn Skadi, một trang bị cực kỳ phù hợp với Laurel, nó lại được thay đổi các chỉ số, quá ngon anh em ạ. Sát thương ngon này lại còn được lượng giáp sớm, khiến cho Laurel hoàn toàn có thể bỏ qua các trang bị một cách truyền thống như là khiên thất truyền chẳng hạn, bỏ qua luôn. Chúng ta lên các trang bị nó hoành tráng như vậy cơ mà. Chưa kể cầu băng xương, khi các bạn vận dụng phù hiệu có cầu băng xương đấy ạ, thì khi các bạn vận dụng sẽ được tạo cái lớp lá chắn siêu to và khổng lồ. Đọc thông số anh em hiểu từ lúc nào. Tức là không chỉ trang bị mà từ cái phù hiệu đã có mấy thông số tuyệt vời như vậy rồi đó. Ngoài ra cái thông tin quan trọng nhất các bạn phải biết đó chính là cái đường mid của chúng ta đấy ạ. Cái lượng vàng khởi đầu và kinh nghiệm khởi đầu được gia tăng hẳn 10% thu nhập và kinh nghiệm. Các đường khác thì bị giảm. Như vậy là lâu qua bà anh em ạ. Ôi chạy đâu. Thôi từ từ nha anh em. Cái gì cũng phải bình tĩnh, tại vì Laurel của chúng ta ở đoạn đầu đấy ạ. Cái gì cũng phải đánh chậm thôi. Mình lết mà anh em, mình lết mà, mình phải từ từ nhá. Không nên vội vàng làm gì cả. Chưa kể cái lượng năng lượng của chúng ta tiêu hao khá nhiều. Nói chung là hết năng lượng phải làm gì. Nhiều ông cứ than nhiều quá. Nói chung ấy, hết năng lượng là về thôi, không việc gì phải lắng tăng cả nha anh em. Hết năng lượng là chúng ta về. Và nếu cần đấy ạ, anh em hãy thêm cho mình một cái phù hiệu sung mãn thay vì cái đồ cấp 2 của cái phù hiệu, đó chính là cầu băng xương đấy ạ. Các bạn hãy lựa chọn cho mình đó chính là cái sung mãn hoặc là cái giảm hồi chiêu trước cuối.
em sẽ thêm ở góc phải mình, ở góc trái đi. Em sẽ thêm lại ở góc trái mình cho anh em, để anh em thể là bù đắp vào sự thay đổi này. Một cái phù hiệu sung mãn đi, giảm hồi năng lượng rất rất nhiều, hoặc là giảm thời gian hồi trước cuối. Ok anh em, tối ưu chưa? Tất cả tối ưu ở trong phù hiệu, tối ưu ở trong trang bị. Đó là lý do vì sao mà Raudel sẽ có lối trang bị khác nhau và bị giảm sức mạnh là hoàn toàn xứng đáng nhá. Vậy là vừa rồi sau 5 phút 30 giây khàn cả họng để mà giải thích cho anh em tại sao Raudel lại bị giảm sức mạnh và lý do vì sao Raudel rất mạnh ở trong phiên sắp tới. Giảm là để cân bằng và giảm hợp lý. Raudel vẫn đáng nên chơi và còn rất mạnh nha các bạn ơi. Thiên thời địa lợi nhân hòa ở đây chứ đâu anh em. Trang bị, phù hiệu và cả cơ chế trận đấu, nói chung là tất cả mọi thứ đều gom tại đây. Từ mùng 1 tháng 4 chắc hẳn các bạn đã được nghe công bố chính là tốt nhất là chúng ta nên ở nhà học bài và giải trí bằng game đúng không nào, hạn chế ra ngoài thôi. Thì các bạn đừng quên là phải tuân thủ chính xác nha, dùng S này. Đó, anh em nghỉ ư? S ở nhà làm game và cách ly an toàn với xã hội. Uầy, hàng ngon anh em ơi. Ngon đấy, ngon đấy. Làm chậm luôn. Rất tiếc là cái pha này là đối thủ hơi lì đòn một chút nha anh em. Đợi đồng đội di chuyển đến và chúng ta chơi sau. Không biết là sáng nay mùng 1 tháng 4 các bạn đã lừa được con cá rồi chưa? Và các bạn đừng quên rằng S bây giờ live stream hàng ngày ở trên fanpage Trải Nghiệm Game. Các bạn đừng quên đó chính là lên giao lưu với S bằng cách đó chính là bấm nút theo dõi và lên trên fanpage Trải Nghiệm Game. Hiện tại đang có 140.000 người follow đấy ạ. Tham gia giao lưu với S hàng ngày nhắc bạn. Tấn công, làm chậm, bấm chữ cuối lại múa tiếp ạ. Úi trời ơi. Đó, cầu băng xương mấy ông thấy chưa? Bật một cái là tăng hẳn một cái hàng tấn cái lượng sắp ảo luôn. Ghê chưa anh em? Kết hợp với cái chiêu 2 không bị chặn mục tiêu của vị tướng lão đeo này, quá tuyệt vời luôn. Mày chọn nhầm đối tượng ở đấy Butter ạ. Chỉ cần một chiêu 2 thôi các bạn ơi. Đấy, các bạn đừng quên like, share clip này cho nhiều bạn khác. Và nếu ông nào còn kêu là tại sao lại giảm lão đeo thì ném ngay cái link của clip này vào mặt. Đấy, đấy, cái lý do vì sao mà lão đeo phải giảm đó anh em. Nó quá mạnh mà. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nói chung là cái gì nó đều có anh em ạ. Thế thì phải giảm thôi. Và ở phía sắp tới thì anh em cứ đánh lão đeo đi. Nói chung là còn ngon, bổ và rất là ok. Đặc biệt là khi đối đầu với đội hình mà nhiều các vị tướng đấu sĩ tanker đấy ạ, thì lão đeo lại càng quẩy nhiệt hơn nha các bạn ơi. Và nhớ áp dụng cái lối trang bị mới mà gửi đến cho anh em. Cái lối trang bị đó sẽ đưa đến cho anh em cực kỳ tối ưu về lượng sức mạnh tăng tiến cực nhanh. Ở đây chúng ta sẽ có các lựa chọn. Nếu mà đối thủ có bị tướng hồi máu mạnh đấy ạ, các bạn có thể lên sách thi hồn. Còn không thì chúng ta lên cái trang bị mà tôi ưu cho đau nhất nhất, đó chính là trang bị cầu băng xương nha các bạn ơi. Cầu băng xương nhá. Úi trời ơi, định chơi mình kìa. Quá hết trời ơi. Vận dụng chiêu 2, né ngay sát thương và trả lại đối thủ hàng tấn sát thương và khống chế. Thế này thì làm sao mà chịu nổi. Uầy, ngon đấy, ngon đấy. Nói chung là với cái lối trang bị mới này thì có thể áp dụng được rất là nhiều vị tướng khác. Mà S từng làm cái clip gửi đến cho anh em rồi đúng không nào. Chúng ta sẽ bỏ đi cái lối trang bị Phượng Hoàng Lệ ban đầu mà chúng ta đấy lên thẳng các món trang bị cần thiết như là mặt nạ Berit hoặc là triệu bùng nổ các bạn. Sự lựa chọn tuyệt vời là của anh em và đưa đến cho anh em rất là nhiều sự lựa chọn tuyệt vời hơn, tạo nên sức mạnh tăng tiến cực nhanh. Mình sẽ xin con bùa xanh này nhá. Nói chung là lao đeo con bùa xanh để anh em biết thừa là sức mạnh của nó đáng gờm và bá đạo ra sao rồi đúng không nào. Oánh cứ gọi là hoành tráng luôn anh em ạ.
vành tá tràng luôn. Hãy từ từ tấn công cấu đỉa bằng chiêu 1. Chúng ta không nên vội vàng nha anh em, cấu đỉa bằng chiêu 1 trước. Và chúng ta chỉ nên tấn công vào cái mục tiêu bị khắc ấn. Đấy, chúng ta nên tấn công vào cái mục tiêu bị khắc ấn thì sẽ có thể tối ưu sức mạnh cho vị tướng này. Rồi ok, ăn đi, tôi có rồi mà. Nó mà không chừng trị á, tôi ăn tiếp anh em ạ. Bùa xanh mà anh em, bùa xanh ngon mà. Mặc dù là chúng ta có trang bị hồi năng lượng nhà mặt nạ Berit rồi, nhưng mà không ai gọi là chê có năng lượng với lại giảm một chiêu cả anh em ạ. Không ai chê cả luôn nhá. Ép từ từ thôi anh em. Đấy, cái bài của thằng Thê này là quá quen thuộc rồi. Hãy từ từ cấu đỉa từ xa, đừng có vội vàng băng vào. Chúng ta không phải là cái đấng để mà 1-5 thôi anh em. Đấy, khi cần băng vào như thế này thì chúng ta cứ vào để mà ăn mạng thôi. Yeah, có cầu băng xương anh em ơi. Chấn phái bất tử chúng ta rồi, cầu băng xương. Rất là mạnh nha các bạn. Giảm hồi chiêu chỉ có 75 giây thôi. Tức là sau một cái đợt giao tranh lâu dài đấy, chúng ta được sử dụng luôn. Ok, cảm ơn anh em xem clip này nhá. Đó chính là Raudel tại 14 và thông tin cực kỳ quan trọng và cần thiết cho anh em. Đặc biệt là các bạn đi solo đường mid, hãy tự tin chơi đường mid đi, tại vì đường mid sắp tới sẽ cực kỳ bá đạo. Hãy tận dụng và vận dụng ngay. Và đây là Raudel của chúng ta. Với cái lối đồ trang bị mới, anh em thấy rằng cả hai bên đều bỏ qua ngọc đại nhá. Nếu thấy video hay và quý, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.